đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Trong trái tim Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, hình ảnh Bác như ngọn đuốc lớn soi đường. Bác là vị lãnh tụ, nhưng cũng là người ông, người cha, giản dị, thân thiết và gần gũi. Bây giờ, cô mời các con cùng hướng lên màn hình, chúng mình cùng xem một số hình ảnh và tư liệu về Bác Hồ kính yêu nhé. Ai yêu Bác Hồ chi mình hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ chi mình hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ chi mình hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ chi mình hơn thiếu nhi Việt Nam? Bác chúng em sáng to cao người thành thơi. Bác chúng em mắt như sao dầu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thề thương quê cha thu nhà. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời. Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài sông nói. Bác này tuy đã già rồi nhưng vẫn vui cười, ngày ngày trông cháu ước mơ, mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người và kiên thiết nước nhà bằng người. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, ước sao Bác Hồ Chí Minh. Các con có muốn chơi trò chơi tìm hiểu về Bác Hồ không? Chúng ta cùng đến với trò chơi thứ nhất, mang tên Thi xem ai nhanh. Nào, các con cùng đến với câu hỏi thứ nhất. Đây là hình ảnh Bác đang làm gì? A. Bác đang cho em bé ăn. B. Bác đang chơi cùng em bé. C. Bác đang bế em bé. D. Tất cả các đáp án trên. Hình ảnh Bác Hồ đang làm gì? A. Bác đang múa hát với các bạn thiếu nhi. B. Bác đang chia quà cho các em bé nhi đồng. C. Bác đang kể chuyện. D. Tất cả các đáp án trên. Các con phải làm gì để xứng đáng với tình yêu thương Bác dành cho? A. Chăm chỉ học hành. B. Chăm sóc cây xanh. C. Giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà. D. Tất cả các đáp án trên. Nào, các con, chúng ta cùng đến với trò chơi thứ hai mang tên giải mã bức tranh. Đây là bài hát nào? A. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. B. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh. C. Che ngả bên lăng Bác. Yêu có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác này đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Câu số 3. Đây là bài hát nào? A. Hoa thơm dâng Bác. B. Tiếng chim trong vườn Bác. C. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Các con cùng đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Đây là bài hát nào? A. Nhớ ơn Bác. B. Nhớ giọng hát Bác Hồ. C. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác. Các con ạ,
Bác Hồ rất yêu quý các cháu thiếu nhi. Sinh thời, dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non. Qua những hình ảnh và tư liệu mà các con đã được xem về Bác, các con thấy được tình cảm của Bác dành cho các con rất nhiều. Để nhớ ơn Bác, các con cố gắng học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu Bác Hồ Chí Minh như người hàng mong đợi nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, hơn thiếu niên đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh.